các bạn nhé. Nên mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 3 triệu đồng token Pixelgo hay Go. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 5.000 tỷ nhé. Đã có 800 tài khoản holder và phát sinh 1.822 lần giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim-airdrop.net. Link cho các website để mình được hướng dẫn mô tả vào đây nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm thứ hai mới hướng dẫn cho nó theo giúp mình. Bước 1, các bạn sẽ check con chắc. Các bạn có thể sử dụng những code con chắc nhanh ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví người ta mạng của phía trước là left của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token là vào ví giúp mình. Ví hiệu pick số token 19 nhé. Nhấp add token và input token để thêm mới token nhé. Sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim-airdrop.net. Tìm tới bước 2, nhấp vào link bước gọi để nhận token nhé. Khi mà về vào đó sao kéo các bạn kéo xuống bên dưới này thì ở đây các bạn có thể bỏ ra số 4 nhỏ là 0.5 BNB mua cái đồng token này hầu nhé. Còn các bạn nếu có thể có điều kiện. Còn ở đây thì chương trình này nó sẽ kết thúc vào 52 ngày nữa. Các bạn phải làm bạn nhất token này phải làm 3 triệu đồng token pick và bạn nhất tiếp theo để cái lốt phí này phí ra là 0.0553 BNB bạn nhất sẽ gọi cho mình nhé. Rồi, giờ chúng ta sẽ xử lý ra. Cố gắng sẽ chơi nhất để cập nhật dự án điện tử phần thưởng tất cả mới nhất trên mạng và lần sẽ bắt chơi nhé. Chúng ta lấy bạn cho các tài khoản sàn giao dịch 3 lần và nhận sàn của nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây là thế để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đang hướng dẫn các bạn cách trả lời một nhận 3 triệu đồng tiền cân tích. Bạn có hay không? Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.